là đối với cái phân hữu cơ này, thì phân hữu cơ nó sẽ có tác dụng cải tạo cái đất này, nó tươi xốp hơn, độ phì tốt hơn. Thứ hai nữa đấy thì nó sẽ tạo cho cái hệ vi sinh vật ở trong đất có lợi phát triển. Thứ ba nữa đấy thì cái phân hữu cơ sẽ giúp cái khả năng hòa tan cũng như là phân giải các cái loại phân vô cơ khi chúng ta bón xuống đất một cách tốt hơn. Ngoài ra đấy thì phân hữu cơ có tác dụng là sẽ giúp cho cây cacao của chúng ta là phát triển rất là khỏe mạnh, lá cây xanh dày, ít sâu bệnh. Đặc biệt đấy thì cái sản phẩm những cái trái này nó sẽ ra hoa đậu quả tốt hơn, trái thì bóng trái, đẫy trái, hạt to và nó nâng cao được cái chất lượng sản phẩm từ cacao. Thứ hai đấy là tác dụng của phân đạm. Thì phân đạm có tác dụng phát triển về sinh khối, như là cây đấy thì lớn nhanh hơn, thân cành lá thì phát triển nhanh hơn, to hơn, trái đấy thì cũng phát triển nhanh hơn và to hơn. Thứ ba đấy, tác dụng của lân thì hiện nay trên thị trường có hai loại lân, thứ nhất là lân Văn Điển, thứ hai là Super Lân. Thì khuyến cáo cho bà con khi sử dụng lân bón cho cacao đấy thì đối lại các cái vùng đất bị chua thì chúng ta nên sử dụng lân Văn Điển để bón. Tác dụng của lân đấy thì thứ nhất là lân có tác dụng phát triển nhanh mạnh bộ rễ. Cái thứ hai đấy thì lân có cái chức năng là kích thích sự ra hoa và đậu trái trên cây cacao. Thứ tư đấy là phân kali. Thì phân kali có tác dụng là tạo cơ chế để đóng mở khí khổng để cho cái lá cây cacao nó quang hợp tốt hơn. Thứ hai đấy thì kali sẽ có tác dụng làm cho cây cứng khỏe, hạn chế được sâu bệnh phá hoại ở trên cây cacao. Thứ ba đấy thì kali có tác dụng là tích lũy đường và tinh bột, nó làm cho cái trái của chúng ta đấy là hạt sẽ to hơn và chắc hơn. Hàng năm bà con nên bón bổ sung vôi ở trong vườn cacao, bởi vì vôi thì sẽ có tác dụng bổ sung canxi và giảm độ chua ở trong đất. Bên cạnh đó thì vôi sẽ có tác dụng diệt trừ một số những cái nấm bệnh có ở trong vườn cacao. Ngoài ra, hàng năm bà con cần phun bổ sung phân vi lượng qua lá một năm 2 đến 4 lần. Vì phân vi lượng sẽ có tác dụng là giúp cho cây có sức đề kháng tốt hơn, khỏe mạnh hơn, và phân vi lượng sẽ giúp cho cây cacao tăng cái tỷ lệ ra hoa đậu trái. Để cây cacao sử dụng phân bón một cách có hiệu quả, người trồng cacao cần biết đường đi của phân bón như sau. Phân được bón vào đất, rễ tơ của cây hút phân và vận chuyển tới lá bằng các mạch dẫn. Khi gặp điều kiện thuận lợi như có ánh sáng, nước và không khí, cây sẽ xảy ra quá trình quang hợp, từ đó tổng hợp thành chất hữu cơ. Sau đó, các hợp chất hữu cơ phân bổ đi nuôi các bộ phận của cây. Do vậy, từ khi mới trồng đến tuổi kinh doanh, cây cacao luôn rất cần nhiều lá và lá cây phải nhận được ánh sáng để quang hợp. Có như vậy, bón phân mới có hiệu quả cao. Lượng và loại phân bón cho cacao thời kỳ kinh doanh. Với kỳ vọng thu 25kg trái tươi một năm một cây, ta cần bón lượng phân cụ thể là 2kg một cây một năm theo công thức. Ure 400g, lân 800g, kali đỏ 800g. Nếu sử dụng phân tổng hợp NPK, cần sử dụng công thức phân 13, 11, 21, 12, 12, 17, 13, 8, 21. Loại phân nào có hàm lượng kali cao, khoảng 2kg một cây một năm. Phân hữu cơ hoai mục cần bón 5 đến 10kg một cây một năm hoặc 2 đến 3kg phân vi sinh. Vôi bón 300g một cây một năm. Phân vi lượng phun từ 2 đến 4 lần một năm. Phương pháp bón. Khi bón phân cho cacao cần phải lấp lại để tránh phân bị bay hơi. Đối với phân hữu cơ cần đào rãnh, sắn rễ, đổ phân xuống và đảo lẫn với đất, rồi phủ lớp đất mỏng hoặc lá cây lên trên. Đối với đạm, kali và lân hoặc NPK, được đào rãnh hoặc cào lá giải phân xuống sau đó lấp lại. Khi bón phân trong điều kiện đất phải đủ ẩm, nếu khô phải tưới ngay để phân được hòa tan. Riêng vôi cần bón một lần một năm vào đầu mùa mưa và giải đều trên mặt vườn. Phân bón lá được phun trong điều kiện thời tiết mát và phun phía mặt dưới lá cây. Đặc tính ra hoa kết trái của cây cacao thì hoàn toàn khác. Đối với các cái cây trồng phổ biến hiện nay vốn chỉ ra hoa kết trái một lần trong một năm.
trên cây cacao trong cái điều kiện thâm canh tốt thì bao giờ ta cũng thấy là luôn luôn có các cái giai đoạn ra hoa, trái vừa đậu, trái đang tăng trưởng, trái già và trái chín. Do đó kỹ thuật bón phân cacao cũng phải hoàn toàn khác. Với cùng một cái lượng phân bón ta dành cho cacao trong một năm thì ta nên chia nhỏ càng nhiều lần càng tốt. Thời điểm bón dựa vào điều kiện phát triển của cây cacao. Đối với phân hữu cơ vôi và lân bón vào đầu mùa mưa, cuối tháng 4 đầu tháng 5. Số lần bón phân, thời kỳ kiến thiết cơ bản, tổng lượng phân hóa học được chia đều cho 6 đến 8 lần bón trong một năm. Thời kỳ này cây còn nhỏ, rễ cây ít, bón nhiều lần cây dễ hấp thu và phát triển khỏe hơn. Khi cacao vào kinh doanh, phân đạm và kali được chia làm 6 lần bón vào các thời điểm sau tỉa cành năng suất để kích thích ra hoa đậu trái và thời điểm nuôi trái. Khoảng tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11 hàng năm. Ngoài ra, các thời điểm này cần phun bón lá để bổ sung đủ các loại dinh dưỡng cho cây có điều kiện phát triển và ra hoa đậu trái tốt hơn. Các biện pháp nâng cao hiệu quả phân bón. Để bón phân cho cacao đạt hiệu quả tốt, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các kỹ thuật như quản lý bóng che phù hợp, tỉa cành tạo tán đúng, bón đủ cân đối các loại phân, bón phân trong điều kiện đủ ẩm và phân được lấp đất hoặc lá cây, không để cỏ dại cạnh tranh, kết hợp bón phân với tưới nhỏ giọt là tốt nhất. Khi tham gia chương trình chứng nhận Wood Certified, bà con cần lưu ý: 1. Bón phân phải cân đối, hợp lý. 2. Tăng cường sử dụng phân hữu cơ. 3. Bón phân theo nhu cầu dinh dưỡng của cây, hiện trạng của đất căn cứ trên tuổi và năng suất cây trồng. 4. Phân mua về chưa sử dụng phải bảo quản nơi thoáng mát, có mái che, không bỏ chung với các hạt cacao cũng như những sản phẩm khác. 5. Dụng cụ bón phân sau khi sử dụng xong phải chùi rửa sạch sẽ và bảo quản tốt. 6. Phải ghi chép lại việc bón phân. Điều chỉnh bóng che. Khi cây cacao lớn, lá tự che phủ lẫn nhau thì ta cần tỉa dần cây che bóng. Hầu hết cây che bóng tạm thời được tỉa bỏ vào năm thứ 2. Đối với cây che bóng vĩnh viễn nên giữ lại 70 đến 120 cây một hecta tùy theo dạng cây. Không nên tỉa bỏ đột ngột làm ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây cacao. Ta có thể giảm bóng che dần bằng cách tỉa bớt nhánh, sau đó đốn bỏ các cây này từ từ. Tuy nhiên, để giúp cây sinh thái trong vườn ổn định, làm giảm tốc độ gió, tránh sự tổn thương cho lá non, bà con nên giữ bóng tre ở mức 25%. Mục đích của việc tỉa cành tạo hình: 1. Dễ đi lại chăm sóc thu hoạch. 2. Vườn cây thông thoáng, dễ phòng trừ và hạn chế bệnh hại. 3. Để cây có được nhiều lá nhận được ánh sáng, giúp quá trình quang hợp tốt. 4. Cân đối, tránh đổ ngã. 5. Giảm cạnh tranh dinh dưỡng. 6. Tăng khả năng ra hoa đậu quả để vườn cây đạt năng suất cao và bền vững. Nguyên lý chung của việc tỉa cành tạo hình là làm sao trên cây còn nhiều lá và các lá nhận được ánh sáng. Bên cạnh đó, tỉa cành để điều chỉnh cây phát triển cân đối, cành vươn về mọi hướng để nhận được ánh sáng nhiều nhất. Tán lá phải tỏa kín không gian dành riêng cho từng cây, dưới tán lá phải thông thoáng, đủ ánh sáng. Chiều cao cây hợp lý để dễ chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Lưu ý, cành nên tỉa từ từ, không tỉa quá nhiều cành trong một đợt. Cành được tỉa vào đầu mùa mưa và trước khi kết thúc mưa 2 tháng. Để thuận lợi cho công việc tỉa cành tạo hình, người trồng cacao cần có đủ dụng cụ như kéo cắt cành nhỏ, kéo cắt cành trên cao, cưa tay. Việc tỉa cành tạo hình thời kỳ kiến thiết cơ bản nên bắt đầu ngay từ khi mới trồng và phải được thực hiện thường xuyên. Cacao thường được tỉa cành tạo hình ngay từ khi trồng mới. Thì đối với cacao thì trong cái giai đoạn kiến thiết cơ bản thì ta có thể thực hiện những cái thao tác sau. Đối với cây cacao năm đầu tiên thì ta ưu tiên thực hiện những cái thao tác. Thứ nhất là ta có thể tỉa những cái cành xà thấp mặt đất. Thứ hai, ta có thể là tỉa những cái chồi vượt sát thân gốc như vậy. Cái thứ ba là với những cành cacao nó phát triển quá cao và vượt trội thì ta có thể là hãm ngọn để cho cành có thể là vươn đều ra các hướng.
thì ở đây chúng ta có thể là cắt ngay chỗ cái đoạn cành này. Và một cái vấn đề là đối với cây cacao thường ở trong những cái vườn trồng sen thì có xu hướng là hay bị đổ ngã, thì ta cũng có thể là sử dụng các cái thanh tre để ta có thể là cố định làm cho cái cây cacao này nó đứng vững hơn. Khi chúng ta cố định được cái cây cacao như vậy thì bà con sẽ thấy được một cái cây cacao năm nhất đã hoàn thiện cái bộ tán như cây kế bên đây. Sau khi chúng ta lặt chồi vượt tỉa tất cả những cái cành thấp ở phía dưới và chúng ta hãm ngọn được ở những cái cành vượt trội, thì với một cây cacao vào năm cuối năm thứ nhất như vậy thì được cái bộ tán rất là tròn, rất là đều. Và chúng ta thấy ở đây lá hầu như là đều nhận được ánh sáng, và đây là một cây cacao được đánh giá phát triển tốt cho cây cacao năm đầu tiên. Vào giai đoạn năm 2 có một số những cây cacao có cái bộ tán phát triển không đồng đều. Chính vì vậy chúng ta cần ưu tiên tỉa những cái đọt quá vượt trội để cho nó phân cành, để tạo một cái bộ tán cacao tròn đều và phát triển tốt. Và đây chúng ta thấy sau khi cắt xong thì tất cả những cái cành thấp ở phía dưới này sẽ phát triển ra và vượt cùng với những cái đọt trên cao. Và đây là cây cacao bước vào giai đoạn năm thứ 3. Thì ở đây chúng ta thấy cây cacao này sẽ có rất là nhiều những cái loại cành. Thứ nhất là như những cái cành xà thấp, những cái cành vượt trội ở phía trên. Và đặc biệt là nó sẽ có những cái loại cành không nhận được ánh sáng ở phía trong. Chính vì vậy ta sẽ lần lượt ưu tiên cắt bỏ những cái cành cacao này. Nhưng chúng ta chú ý, với tất cả những cái cành cacao chúng ta cắt nhiều trong một lần thì chúng ta phải chú ý tới là cắt vào những cái thời điểm cây đủ nước. Khi chúng ta tỉa cành cacao, chúng ta tỉa làm sao để cho cái lá cacao còn lại trên cây càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tất cả những cành nhỏ, cành che khuất ở phía trong mà nhận được ánh sáng thì chúng ta vẫn để lại để cho cây cacao phát triển. Với những vườn cacao chuẩn bị bước vào giai đoạn kinh doanh thì những vườn cacao này sẽ có rất là nhiều những cành xà thấp, những cành đang sen, và nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn trong cái việc đi lại chăm sóc của vườn cacao. Chính vì vậy trong thời gian này chúng ta cần phải loại bỏ những cành xà thấp, những cành đang sen, và chúng ta định hình cái bộ khung của cái cây cacao để cây cacao bước vào giai đoạn kinh doanh. Chúng ta chỉ cần để từ 3 đến 5 thân chính của cây cacao, và 3 đến 5 thân chính này nó sẽ xoay các hướng đều nhau và tạo một cái khung tán hợp lý cho cây cacao. Sau khi chúng ta thực hiện các cái thao tác kỹ thuật trong giai đoạn tỉa cành của cacao kiến thiết cơ bản tốt thì chúng ta sẽ không gặp những cái trường hợp mà cây cacao xảy ra như trường hợp cây cacao này. Ở đây chúng ta thấy cây cacao không được tỉa cành tạo hình ngay giai đoạn kiến thiết cơ bản. Chính vì vậy đến thời điểm này chúng ta thấy cây cacao có rất là nhiều cành xòa, cành bị nghiêng và đặc biệt là cây cacao bị lệch tán. Vậy thì đối với những cái trường hợp cây cacao bị như vậy thì chúng ta phải tiến hành rất là nhiều những cái bước kỹ thuật để có thể là tỉa lại cho cái cây cacao này một cách tốt hơn và đẹp cân đối hơn. Với những vườn cacao đã bị lệch tán, sai tán như vậy, và đặc biệt là cacao kinh doanh, thì khi bà con tỉa cành tạo hình thì chúng ta sẽ thực hiện theo những cái thao tác sau. Bước đầu tiên trong việc tỉa cành tạo hình đó là bà con chúng ta cần phải ra xem thực trạng vườn cây như thế nào. Đối với những cái vườn cây cacao thiếu bóng che thì chúng ta cần phải có kế hoạch để có thể trồng thêm những cái cây che bóng cho vườn cây cacao. Còn đối với những cái trường hợp là cacao chúng ta trồng sen dưới vườn dừa, vườn điều hoặc là một số những cây che bóng
thì chúng ta cần phải xem xét và điều chỉnh cây tre bóng trước khi mà chúng ta tỉa cành cacao. Mục đích này, khi chúng ta tỉa xong cây tre bóng thì ánh sáng đủ để chúng ta tỉa cành cacao. Tiếp theo thì trước khi tỉa vào cây cacao mà chúng ta cần tỉa thì chúng ta cần phải đi xung quanh để coi và tỉa tất cả những cái cành mà có thể là giao tán và đụng qua cây cacao kế bên. Ví dụ như đây là một cành cacao nó đã lấn qua cái cây mà chúng ta muốn tỉa và chúng ta cần phải tỉa nó trước. Khi chúng ta tỉa những cái cành giao tán xong thì từ những cái cây chúng ta muốn tỉa thì nó sẽ lộ ra những cái khoảng trống của cái cây cacao này, và bên cạnh đó thì cái cây cacao này đã bị những cái cành nghiêng lệch tán. Vậy thì chúng ta cần phải dùng dây hoặc là cây để chúng ta chống, để đưa cái bộ cành bộ tán này nó lại vị trí cũ. Vậy thì cái mục đích của cái việc mà chống đỡ những cái cành này là để cho cái cây nó phục hồi bộ tán và trên cây nó vẫn còn nhiều lá, và qua năm sau thì năng suất của cây cacao này vẫn đạt năng suất cao. Ở đây chúng ta thấy có một số những cành xà thấp và nó đã chạm đất. Nó rất là vướng trong cái việc chăm sóc đi lại của việc canh tác của chúng ta. Và thứ hai, với những cành xà thấp như vậy thì vào giai đoạn mùa mưa thì đất nó sẽ văng bám lên và làm cho cái hiện tượng thối trái của cacao xảy ra. Chính vì vậy chúng ta cần phải cắt bỏ tất cả những cái cành xà thấp này đi. Sau khi chúng ta tỉa tất cả những cái cành xà thấp phía bên dưới thì chúng ta lại quay lại tỉa nhất những cái cành ở phía trên cao, những cái cành tâm, cành hư, và đặc biệt là chúng ta khống chế độ cao của cây cacao. Đối với cái việc khống chế độ cao của cây cacao thì chúng ta phải khống chế từ từ. Một năm chúng ta chỉ tỉa một vài những cái cành chính ở phía trên cao, và đối với chiều cao của một cây cacao hiện nay thì chúng tôi khuyến cáo là ở khoảng từ 3m đến 3,5m để cho chúng ta thuận tiện trong việc tỉa cành tạo hình cũng như là thu hoạch trái cacao. Mục đích hãm ngọn tỉa cành trên cao trước đó là tránh cái sai lầm mà tỉa quá mạnh tay với những cái vườn cacao vào giai đoạn kinh doanh. Và thứ hai, khi mà chúng ta tỉa những cái cành ở trên cao như vậy thì ánh sáng nó sẽ rọi xuống, và chúng ta hạn chế tỉa những cái cành ở phía trong buồng trái và ở trong thân cây cacao. Sau đó chúng ta sẽ tiến vào bên trong cây cacao và chúng ta sẽ tỉa tất cả những cái cành nào mà nó không nhận được ánh sáng, những cành nó đang xen với nhau, để tránh cái trường hợp là nơi gây bệnh cho cây cacao và cũng là nơi mà trú ngụ của các loại sâu bệnh hại trên cây cacao. Vậy thì đối với những cái cành ở trong khu vực lồng tán thì chúng ta cần phải làm sạch cho hoa và trái cacao đậu tốt hơn. Trong quá trình tỉa cành thì chúng ta kết hợp cắt tỉa luôn những trái cacao